Mẹ nghe nói dạo này con hay trốn học lắm phải không? Tại sao? Con nói mẹ nghe xem nào. Không thích tiết văn ạ. Thế bây giờ cứ không thích học tiết văn là trốn à? Cả một lớp gần 40 bạn, không phải bạn nào cũng thích tiết văn, nhưng các bạn vẫn ở lại học, còn con thì trốn. Có phải bây giờ bố mẹ không nói được con nữa phải không? Con nói mẹ nghe xem nào. Nói! Con gái lớn bằng từng tuổi này rồi mà không có ý thức gì cả. Con để bố mẹ phải lo lắng cho con đến bao giờ nữa? Không cần ai lo. Được, vậy con đi đi, đi luôn đi. Cô gái ông hay tán tỉnh là con gái của ông hả? Ừ. Bây giờ bỏ nhà đi luôn rồi. Ông biết không, gần đây bố con tôi không thể nào nói chuyện được với nhau. Trước đây thì cái gì nó cũng tâm sự với tôi, còn bây giờ ấy, nhìn thấy tôi nó còn chẳng buồn cười, chứ nói gì đến chuyện tâm sự. Chính vì vậy tôi mới phải giả làm bạn của con tôi để tôi hiểu nó hơn, để tôi muốn biết là cuộc sống riêng của nó đang diễn biến ra sao. Ông á, cực kỳ tâm lý luôn á. Nhưng vấn đề là ông chạy qua đây ông giải bài với tôi á, giải quyết được cái gì? Ở đâu? Mình gặp nhau đi. Đây là cơ hội để tôi tìm ra nó. Bây giờ ông có thể giả làm bạn của nó đi. Ông giả làm tôi đi. Giỡn hoài. Tôi làm sao làm bạn con gái ông được? Nghe hai cái giọng không? Giọng Bắc giọng Nam này. Nghe cái là biết ngay là hai người khác nhau, làm sao mà lừa được con gái. Không sao, tôi cũng nói giọng khác mà. Ông tôi có thể dạy ông một lúc là được thôi mà. Không có được, tôi mệt đau đầu quá, tôi không có giả giọng gì hết á. Ở đây tôi còn rất là nhiều việc phải giải quyết nữa. Một lát tôi có hẹn, làm sao chấp được. Tôi Khang ơi, tôi lạy ông đấy. Tôi lạy ông, giúp tôi đi. Ông dạy tôi lạy không? Tôi lạy ông, tôi có nhiều việc phải lo, tôi không có giúp được đâu. Ăn trưa thôi anh. Nè Vi, lần sau em vào phòng của anh, em nhớ gõ cửa nha. Anh nó có chứng bệnh là hay bị giật mình lắm. Em cứ đột ngột xông vào như vậy, hôm nào anh đứng tim, không ai quản lý công ty đâu. Em nhớ rồi. Anh đừng uống cái này, không tốt cho sức khỏe đâu. Ừ, thì tao uống tí cho nó mát thôi, có sao đâu. Em chuẩn bị sẵn cái này rồi, anh uống đi. Em nghiêm túc hả? Cảm ơn em. Đồ ăn này tự tay em nấu đấy. Anh ăn đi. Khéo tay lắm. Ngon không? Được đấy. Ăn cùng đi. Em đang ăn kiêng. Sao vậy? Úi giời. Hey, tình yêu với chóm nở thì đã bội tàn. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Chúng tôi nuôi anh ăn học 16 năm rồi. Anh đỗ đại học thủ khoa mà bây giờ anh lại trở thành thằng ăn bám vợ. Hả? Tại sao đàn ông nội trợ thì không được gọi là đàn ông hả bố? Đàn ông không làm ra tiền, mất quyền lên tiếng. Nhà này phải có nóc. Nhà tao chung cư làm gì có nóc? Nhiều bố ấy. Trình độ thì có giới hạn, lúc nào cũng tự vỗ ngực là mình giỏi. Trên cuộc đời này á, chỉ có Lệ là chịu được ông thôi đó. Chỉ vì tiền mà anh bán rẻ lương tâm của mình thế à? Bây giờ anh còn lừa cả trẻ con nữa à? Ông toàn đi lừa gái, mà sao lần này ông lại để gái lừa thế? Cậu đúng là chàng trai vàng trong làng ăn tát ấy. Lắm chiêu trên thương trường, nhưng lại bị thương trên tình trường. Thế mới đầu chứ.